Alo, Hồ Đồng Bảy chào anh em nha. Này em quay cho anh em xem mấy con đầu túi chéo Bodlin nha, dưới tarot giải Satan nha anh em. Đó. Trước tiên là em sẽ quay cho anh em xem cái bộ túi chéo này trước nha, chắc vải caro. Chắc vải caro. Áo thì có lên tem mát đầy đủ ha. Bốn tem mát đầy đủ ha. Đó. Đây là chắc vải caro nha anh em. Anh em thấy chưa? Chắc vải này nó sọc sọc caro nha anh em. Áo rất chi là đẹp luôn nha, tem mát đầu áo này, size là size medium neckline nha, em có small short đầy đủ nha anh em. Anh em bao nhiêu ký cũng có đây, tem đây nha anh em. Đó, con này sản xuất của nó là đời 70 nên là cái quần của nó sẽ dùng khóa đồng nha, dùng khóa cái con này sản xuất đời 70 sẽ dùng khóa đồng. Nó có em có ba bộ đó, mỗi bộ thì nó có sẽ có những cái tem khác nhau. Đây là kem của thủy quân lực chiến đây, nhân dự tổ quốc thi công. Tem thủy quân lực chiến đây, đây là quần của nó nha, đây một bộ áo và quần luôn. Quần quần thì nó có dây rút eo, đi rút eo đai sườn đầy đủ. Túi thì sáu túi hộp, quần thì lai dây rút đầy đủ nha anh em. Đó, đây khóa thì khóa Sikoville, hãng Sikoville khóa đồng. Con này sản xuất đời 1970, khóa đây hãng khóa Sikoville. Ngoài sau đuôi khóa thì nó có khắc chữ USA, hãng Sikoville đàng hoàng nha. Đây. Đó, nó có nè. Kamatit nè, USA size N đây. Đó, S9. Đó, 6 túi. Có tem mát đồ trong quần đầy đủ nha anh em. Đây. Tem mát đồ đầy đủ ha. Đó. Quần thì 6 túi hộp ha. Đây. Đây là cái túi túi ngay chỗ cái bắp đùi mình ha. Đó, túi này là túi trên. Hai túi sau sau phần mông ha, có nắp đậy đầy đủ nha, túi có nắp đậy đầy đủ. Áo thì có bốn túi hộp, có đai tay luôn nha anh em, nó có nút anh em đai tay nè, nó nút đai tay đầy đủ. Con này thì nó không có vê tay nha anh em, đó con này thì không có vê tay. Rồi bây giờ em sẽ qua cho anh em, nói chung mấy con này thì em có simon nha anh em, từ 70 kg đến 80 kg là có áo có đồ cho anh em hết ha. Đó, số đo đầy đủ anh em cứ kết bạn Zalo cho em là Hùng Đồng Ý, số điện thoại là 0933235211, là anh em cứ kết bạn Zalo, em sẽ gửi hết tất cả những mẫu đồ này qua cho anh em xem để anh em chọn cái mẫu nào ha, dù số ký số size anh em, dòng đo bụng chiều cao rồi ha, em sẽ lựa cho anh em một bộ ăn ý, mình khỏi cần về cắt sửa gì luôn đó ha. Còn đây là bộ này, trên là túi chéo bộ Bodlin, chắc vải nó rất là mềm nha, Bodlin thì chắc vải của nó rất là mềm mịn đây, chắc vải của nó rất là mềm ha. Con này thì cũng 6 túi hộp nha anh em, nó thì nó mặc mùa đông thì rất là ok luôn, hiện đang giờ đang mùa đông thì rất là lạnh ha, anh em mình chơi với con Bodlin thì rất là đẹp ha. Đó, nó có ba lớp áo, ba lớp để mình cài phi nút đây nè, đó anh em cài vô ba lớp luôn ha. Đó, tem mát đầy đủ ha, đây tem trên đây nha, size của nó đây, size small short đây nha, size nhỏ đây nha. Còn trên là size medium necula. Áo thì trang bị thì có tem mát đầy đủ ha. Đó, cổ thì nó có cổ thì trơn ha. Đó. Tay áo thì có tay, có nút phi gài, có chữ V luôn. Đó. Ngoài sau lưng thì có con bọ gài nút luôn nha anh em, con bọ cho anh em thắt lại, thắt eo lại ha. Rồi, đây. Trên đây thì cũng Bodlin luôn. Đó. Bodlin có tem mát của thủy quân lực chiến đồ đầy đủ. Bên đây cũng vậy nha anh em, nó mỗi áo thì có mỗi bộ tem khác nhau ha, anh em thì thích đơn giản, còn anh em thích cầu kỳ thì anh em chơi mấy con có tem màu ha, đó tem màu có lá cờ đều cờ Mỹ. Còn khi còn quần của Bodlin thì cái chất vải của nó thì giống M65, chất vải nè, đó đây là dây eo rút nha anh em, dây rút rất là bự luôn nha, đó, chắc chắn rất là chắc chắn, hàng rất là chuẩn và đẹp, hàng cấp phát của Mỹ, chuẩn và đẹp luôn. Túi thì có túi hộp cũng đều 4 túi luôn ha, trong túi thì nó có trang bị thêm hai cọng dây nữa đó, và một trang bị thêm một cái túi nhỏ để anh em bỏ gói thuốc hay là hoặc zippo, anh em có thể bỏ điện thoại vẫn được nha, điện thoại anh em đút vào nha, túi đắp sâu luôn đó. Túi sau này, túi sau mông thì nó có hai túi, có đồ đắp mông hay và dây eo rút, và con này thì nó dùng phi gài nha anh em, đó phi gài đó, và có thêm một tấm vải để đắp mông luôn, cái tấm vải để đắp trước cái bụng bụng anh em nha. Đó, anh em cứ cần đó cứ gài nút vô đây ha. Đây, nó có cái phi đây anh em thấy không? Đây cái phi anh em gài vô đây. Đó,
anh em không thích thì anh em cứ ấy qua bên đây ha. Đó, quần thì có tem mát ở trong, hai tem đầy đủ, hàng hàng mới 100%, phụ kiện theo hàng theo đồ thì đầy đủ, không thiếu gì nha. Đó, phụ kiện theo đồ đầy đủ, anh em cứ cần cứ liên hệ shop Hùng Đồ Mỹ ha, số điện thoại 0933235211. Đó, phụ kiện theo là đầy đủ nha anh em, con nào cũng rất là đẹp. Đó, anh em chút xíu nữa em sẽ quay cho anh em xem tiếp vài con M65 luôn ha. Rồi ok, giờ em chào anh em nha. Anh em cứ cần cứ liên hệ số điện thoại em có ghi màn hình và số điện thoại em có để trên màn hình luôn ha, là 0933235211, Hùng Đồ Mỹ ha. Rồi ok, em xin chào anh em.